Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với video ngày hôm nay thì mình sẽ đi và hướng dẫn các bạn cách cài hình nền cho những dòng đồng hồ thông minh mà sử dụng cái app đó là HiWatch Pro này. Thì đối với cái app này có những cái dòng ví dụ như T500, T700, T800, T900, T1000, T2000 và một số các cái dòng khác nữa đều sử dụng cái app này. Đó, thì nếu các bạn đang dùng một chiếc đồng hồ mà sử dụng app HiWatch Pro này thì các bạn có thể xem video này để biết được cách cài hình nền chi tiết. Mình sẽ làm ở trên cả iOS và Android. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết nha. Trong cái video này thì mình sẽ làm mẫu trên bản T2000 Max này nhé. Thì điều đầu tiên để cài hình nền, các bạn phải kết nối được cái đồng hồ và cái điện thoại với nhau đã. Mình đã có những cái video hướng dẫn các bạn cách kết nối rồi, nên ở trong video này mình sẽ không hướng dẫn lại nữa. Các bạn có thể xem lại ở phía trên, mình ghi trên các màn hình này nhé. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ tải app HiWatch Pro về này. Sau đó bật Bluetooth và mở app lên này. Rồi, mình sẽ làm kết nối nhanh nhé. Chạm vào đồng hồ kết nối này. Đầu tiên là sẽ làm ở bên iOS trước này. Ở trạng thái như này là chúng ta đã kết nối chuẩn OK hai cái đồng hồ và cái điện thoại với nhau rồi. Kiểm tra một lần nữa chắc chắn để xem nó đã kết nối với nhau chưa này. Ấn vào cái tìm thấy này, cái đồng hồ đang rung lên, tức là hai cái đã kết nối với nhau rồi, là chúng ta đã đủ điều kiện để có thể cài được hình nền được rồi. Thì đây, cài hình nền các bạn sẽ chỉ tập trung cho mình vào cái phần đó là phần đây, DR setting này. Các bạn nhìn thấy không? Đó, có thể có những máy nó sẽ dịch khác. DR setting thì nó chính là cái hình nền cài đặt đấy. Thì các bạn sẽ chạm vào đây này. Thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái hình nền ở đây nhá. Các bạn nhớ là khi các bạn vào trong mục này thì hãy bật 3G hoặc là Wi-Fi lên để có thể loát được những cái hình ảnh ở trong này nhé. Nó sẽ có những cái hình ảnh có sẵn ở đây. Thì trong đây nó sẽ có hai cái phần để các bạn cần phải quan tâm này. Đầu tiên đó là phần cài hình nền có sẵn. Hình nền có sẵn tức là những cái hình đây này, trong app nó có sẵn này, ví dụ như cái hình này chẳng hạn. Mình muốn cài thì mình chỉ việc ấn vào chữ install thôi, sau đó mình ấn đồng ý là cái hình nó sẽ được cài lên. Đây, đang chạy phần trăm nhé. Đó là cái thứ nhất. Được chưa? Thì đây là một chút để cái hình này nó được cài lên này. Sau khi chồng lúc thì đây chính là cái hình nền có sẵn nó đã được cài lên này. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, cái phần thứ hai mà các bạn cần quan tâm ở đây đó là phần cài hình nền cá nhân, tức là những cái hình ảnh bạn chụp người yêu hay người thân hay là chính bản thân mình mà muốn cài lên đấy thì nó sẽ không có sẵn trong máy mà chúng ta phải tải lên đúng không? Thì vẫn là vào cái phần cài hình nền DR setting này này. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống tận dưới cùng cho mình nhé. Tùy mỗi cái bản app khác nhau, mỗi cái lần cập nhật nó sẽ thay đổi cái vị trí đi một chút, nhưng các bạn hãy chỉ tập trung vào cái chữ này cho mình này, đó là chữ custom DR này. Custom đây tức là tùy chỉnh, DR tức là hình nền đấy. Thì đây các bạn sẽ để ý bên dưới này, nó sẽ là chữ custom DR, nó sẽ ba cái hình ở đây được chưa ạ? Thì các bạn sẽ chạm vào bất kỳ cho mình một trong ba cái hình này nhé. Lấy hình nào cũng được. Chạm vào này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Ra một cái bảng như thế này thì ở bên trên này nó sẽ hiện thị một cái phần đó là phần xem trước ấy. Đây chính là cái hình chúng ta xem trước này. Muốn chọn những cái hình cá nhân thì các bạn sẽ chọn một cái select image này, tức là chọn hình ở trong album này. Rồi sau đó nó sẽ hỏi truy cập vào ảnh không này, chúng ta cho phép nhé. Rồi thì đây, nó sẽ ra tất cả những cái ảnh trong album máy của các bạn. Các bạn thích hình nào các bạn có thể chọn. Đây ví dụ như mình lấy cái hình này chẳng hạn, được chưa? Rồi các bạn hãy căn chỉnh làm sao cho cái hình nó vừa với cái khung hình của bạn nhé, đừng để những cái phần viền đen thừa ra như này nhé. Đây, ví dụ như cái hình này của mình nó thừa cái viền đen ra thì mình có thể phóng to nó ra một chút như này để cho nó toàn cái khung hình của mình nó có màu sắc hết, nó sẽ không bị xấu, được chưa? Đó, sau khi căn chỉnh xong thì các bạn hãy ấn vào chữ hoàn thành ở góc bên dưới này. Ấn vào hoàn thành xong thì bạn sẽ nhìn thấy cái hình của bạn được xem trước ở trên này. Thì các bạn có để ý ở đây nó sẽ có cái thời gian và cái ngày tháng này, nó đang bị che mất cái mặt. Thì bốn cái vị trí ở đây các bạn có thể thay đổi cái thời gian và ngày tháng ấy để cho nó không che mất cái mặt. Ví dụ như mình chọn thử xem chỗ nào nó hợp lý nhé. Đây, mình chọn xuống cái vị trí thứ 3 này này, hoặc thứ 4 này này. Đây, thứ tư này đẹp hơn. Thì cái giờ và ngày tháng nó không che cái mặt thì các bạn chọn sao cho phù hợp, nó tùy vào cái ảnh của các bạn nhé. Sau khi chọn xong các bạn chỉ việc ấn vào chữ install này và ấn đồng ý thôi là cái hình nó sẽ được chạy lên đây và chờ một phút, tầm một phút để xem kết quả nhé. Chạy như vậy là 99% và 100% thành công này, cái đồng hồ nó sẽ khởi động lại và cái hình nền sẽ được cập nhật lên này. Đó, các bạn thấy không, đây là kết quả nhé, hình nền hiển thị này khá là đẹp. OK chưa ạ, rất là đơn giản đúng không? Đó, các bạn chỉ việc tập trung vào cái phần đó cho mình thôi. Qua cái phần cài hình nền ở bên Android thì nó cũng sẽ tương tự thôi. Sau khi kết nối xong thì nó sẽ hiển thị ra cái phần đó là cài đặt mặt đồng hồ này. Ở bên iOS thì nó sẽ hiển thị là DR setting, thấy chưa ạ? Cái biểu tượng của nó vẫn vậy. Đó, các bạn thấy không? Vẫn vào phần đấy nhá. Rồi nó sẽ ra rất nhiều cái hình nền ở đây, giao diện nó khác hơn một chút thôi. Nó sẽ tổng hợp theo các cái phần ở đây, ví dụ như hot DR là những hình nền hot này, machine DR là những hình nền về các cái máy móc này, ấn vào mũi tên nó sẽ ra thêm nhiều những hình nền mới nhá. Và cái phần cài hình nền cá nhân nó vẫn sẽ ở bên dưới này. Rồi mình sẽ không hướng dẫn lại nữa nhá. Có một điểm các bạn cần chú ý là khi cài hình nền các bạn phải đảm bảo cho cái đồng hồ của các bạn mức pin của nó trên 50% thì chúng ta mới cài được nhé. Còn pin nhỏ hơn thì chúng ta sẽ không cài được. Và khi các bạn kết nối, chuyển kết nối từ một cái điện thoại này sang cái điện thoại khác thì cái hình nền trên cái đồng hồ nó sẽ mất đi nhé. Đó, mất đi và phải cài lại mới. Được chưa? Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.